Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hội đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Suy niệm: Trên hành trình của Đức Giêsu về Jerusalem, khi qua biên giới hai miền Samari và Galilê, thì có 10 người phong cùi đến xin Chúa chữa cho mình. Đức Giêsu không trực tiếp chữa mà chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế để chứng tỏ mình đã được sạch. Họ tin lời Chúa. Khi đi trên đường, họ đã được chữa khỏi bệnh. Nhưng sau khi được lành thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn 9 người kia thì không. Còn chúng ta có nhận ra ơn lành Chúa ban và biết dâng lời cảm tạ người hay không? Hôm nay, trong ngày cuối cùng của năm, chúng ta nhìn lại đời sống mình trong suốt năm qua, những hồng ân Chúa ban cho mình và gia đình. Chúng ta hãy cảm tạ tri ân Chúa, gia tăng đời sống cầu nguyện, những nghĩa cử bác ái yêu thương với người bên cạnh, nhất là khi gặp thử thách gian nan. Chúng ta hãy bám chặt vào Chúa, cậy dựa sức mạnh của Ngài mà vượt qua mọi sự, luôn kiên trung trong đức tin. Tin mừng hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần biết ơn. Đức Giêsu đã chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cảm ơn Ngài, mà người đó lại là người Samaria, một người ngoại giáo. Những người có đạo lại trở thành ngoại đạo vì họ không biết nói lời cảm ơn, không biết sống tình người. Trong khi đó, dưới cái nhìn của Đức Giêsu, một người ngoại đạo lại trở thành có đạo vì đã biết sống tình người. Đức Giêsu đã nói với người Samaria: Lòng tin của ngươi đã cứu ngươi. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giêsu và nói lên niềm tri ân của mình. Người Samaria ra về được lành không những trong thân xác, mà nhất là được chữa lành trong tâm hồn. Từ nay, tâm hồn của ông được mở ra vì đã biết sống tình liên đới với tha nhân. Trong khi đó, chính người Do Thái kia được phục hồi trong thể xác, nhưng vẫn tiếp tục cắt đứt tâm hồn họ khỏi mọi liên đới và ràng buộc với tha nhân. Và đó chính là sự cùi hủi đáng thương nhất của con người. 10 người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại đạo trở lại tôn vinh Thiên Chúa. 10 người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa. Tỷ lệ 1/10. Thật là đáng buồn. Vì thế, có người nói rằng, con người ta thường hay ích kỷ, muốn người khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình không để ý cảm ơn ai. Hơn nữa, người ta dễ quên ơn và mau quên ơn. Đời là thế, lẽ ra phải. Đây là nhật ký của một bà già
Chúa ban cho tôi biết bao ơn lành của Chúa. Chúa cho tôi đôi mắt để tôi nhìn ngắm bao kỳ công. Chúa cho tôi đôi tai để tôi nghe đủ âm thanh. Chúa cho tôi đôi môi để tôi hé mở nụ cười. Chúa ban cho tôi hai tay để tôi bưng cơm, cầm bút. Chúa cho tôi đôi chân dẫn tôi đi khắp nẻo đường. Chúa cho tôi khối óc để tôi biết phân biệt điều thật, điều hư. Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những cái thứ ấy để cảm ơn Chúa chưa? Hay phải đợi đến khi mắt mù, tai điếc, chân què tôi mới nhận ra những thứ ấy thật quý giá? Xin Chúa cho chúng ta bước sang một năm mới có tinh thần đơn sơ phó thác, cậy trông nơi Thiên Chúa. Chúng ta làm mới lại sự tương quan với Chúa và anh chị em, để mỗi ngày càng sống gắn bó với Chúa và mọi người chung quanh. Một mùa xuân.